Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em đang gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa của Santa Fe 2006 đến 2009 bản máy dầu. Dòng sản phẩm được sản xuất bởi công ty Halon của Hàn Quốc và mã sản phẩm của nó là 97012B4000 và 2B450. Dạng lốc này thì là dạng lốc thân tròn anh em nhé, được bắt với nhau qua bốn chân, hai chân dưới hai chân trên, pulley lai dây cura là bản VK anh em nhé. Lốc đời này thì vẫn sử dụng 100% là buôn điện anh em ạ. Đó, và một đặc điểm nổi bật của cái lốc này là lốc được bắt với nhau vào thân lốc bằng bích liền, nó giống như Grand Strix và Hyundai Sonata. Đây anh em cùng nhìn này. Đó, đây lốc được lắp ghép với nhau qua bốn thân, hai thân giữa, một thân đầu, một thân cuối bởi một con ốc lục giác xuyên dài từ trên xuống dưới. Đây anh em có thể nhìn đấy, cái mã vạch của nó này, mã QR của sản phẩm này. Đó, vừa rồi thì em có vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là lốc điều hòa của Santa Fe 2006 đến 2009 bản máy dầu. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333. Hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.